Hôm nay kênh GoFood sẽ giới thiệu với các bạn một cái địa điểm ăn uống rất có tiếng ở quận Thủ Đức. Đây là quán A Mập ở số 85 Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Đây là cái quán mà chuyên bán về các đặc sản của Phú Yên, trong đó là đặc biệt là món gà. Đây, chúng ta bây giờ sẽ vào quán. Ở quán này thì có những cái một số món đặc sản như là mắt cá ngừ tiềm, lườn cá xào sả ớt, heo tọc hấp sả ớt, cá ngừ đại dương wasabi, cháo trứng cá nấu dừa và đặc biệt là món gà lá é. Bây giờ cái quán A Mập sẽ làm cái món mắt cá ngừ đại dương tiềm thuốc bắc. Trên phần là nó có rau răm nè, kỷ tử nè, hành tỏi đổ phi lên cho thơm nè. Dạ. Rồi có mấy gì thuốc bắc đỡ cho nó làm khỏi tanh mùi cá. Dạ. Rồi. Như vậy thì cái món này mình nấu trong vòng bao lâu chị hả? Cái món này nấu mình trong vòng 15 phút á. Dạ. Cái mắt cá ngừ này mình nhập từ Phú Yên vào. Vâng, từ Phú Yên thôi. Như vậy mỗi cái phần này có giá bán là bao nhiêu chị? 35k một con, mà hai mắt thì 60k. Dạ. Một mắt 35k. Mắt cá ngừ này là ở dân địa phương á, người Phú Yên chỉ gọi là mắt bà gù, vì con cá ngừ ở ngoài biển này. Còn cá ngừ đại dương thì chỉ có ở ba tỉnh ven biển là Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên là dương thì câu cá ngừ đại dương thì có. Con cá nó tầm khoảng 70 ký, con cá từ 5 đến 70 ký. Thành bằng bảo là cho nó thêm giá bự thêm cho nó đậm. Cái này là rau ghém, rồi ăn kèm rồi cho mắt cá. Đây là rau ghém. Cái này là mình lấy ở đâu chị hả? Cũng từ Phú Yên vào. Rồi. Cũng từ Phú Yên luôn. Phú Yên vùng nào cũng có em, nhưng mà đã gửi thì gửi từ Phú Yên vào luôn. Dạ. Đúng rồi. Sau 15 phút thì đã có món mắt cá ngừ đại dương tiềm thuốc bắc. Đây.
đây là măng nè. Đây là măng tươi. Cái này là lá é đây, cũng nhập từ Phú Yên. Còn đây là thịt gà. Gà này là gà ta được. Gà ta. Đa số cái nguyên liệu ở đây đều là lấy từ Phú Yên cho các bạn. Đây là cái muối lá é được giã từ lá é ra đây. Đây thì cái muối lá é này thường thì được giã bằng ớt xanh đây. Đây. Còn bên đây là lá é. Gà này mình nấu với lại cái nước này là nước gì chị? Nước trong xương, nước của xương rồi hầm là lấy nước rồi đi nó nấu gà lại. Như là nước này mình đã bỏ cái gia vị, những loại gia vị nào chị? Mình bỏ cần bột ngọt, đường, tiêu, muối, nước mắm. Như vậy cái công đoạn này là mình đang làm gì? Dạ, công đoạn này là mình đã cho gia vị sẵn hết rồi thì mình sẽ nấu lên thôi. Như vậy thì mình nấu trong vòng bao lâu thì có được cái món lẩu lá é? Trong 15 phút. Trong 15 phút, đây cũng trong 15 phút để nó có một cái món lẩu gà lá é nhé các bạn. Gà này cũng nạo được muối giống rau luôn. Dạ, như vậy thì một cái món lẩu gà lá é ở cái quán A Béo này thì mình bán bao nhiêu một phần? Là 120k. 120 ngàn đồng một phần. Cái giá vị của lá é này, lấy lẩu này thì em kèm theo lá é và măng tươi và ớt hiểm xanh. Tiếp tục là cho măng.
quán này này, chúng ta dứt một chút muối này, hiểu không? Muối ta bỏ lên đây đó, rồi hành mắm, hành xương, hành lẩu thì mình chớ tí mắm. Bây giờ mình bỏ tí muối vào thanh này. Ăn đúng cây, ăn cảm giác như đang tót mồ hôi từ trán lên nhễ nhại, cảm giác nó mới ngon lẩu lắm. Còn ăn mà như vậy thì không có đúng bài.